Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1181 bộ truyện Võ luyện điên phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1181 của bộ truyện này. Võ luyện điên phong chương 5503 Từng tòa càng khôn luân hãm trên rất nhiều càng khôn kia, phần lớn đều đứng sừng sững lấy cao lớn mặt xào, nồng đậm mặt chi lực tràn ngập toàn bộ càng khôn không biết bao nhiêu sinh linh bị mặt hóa thành mặt đồ. Dương Khai và ô quản một đường bước đi, nghe thấy, nhìn thấy, mà giật mình. Nếu có thể thuận tay phá hủy, Dương Khai tất nhiên là không tiếc xuất thủ. Hắn không có cố ý đi nhầm vào mặt xào của những mặt tộc kia. Bây giờ hắn còn có chuyện khẩn yếu hơn muốn làm. Sau mấy ngày, hai người tại một tòa ngoài càng khôn, bên trên càng khôn cũng có một tòa mặt xào xem ra thời gian không quá dài. Mặt chi lực tràn ngập không tính là quá nghiêm trọng. Thiên địa đại đạo bảo tồn coi như tương đối hoàn thiện. Dương Khai chăm chú dò xét một trận, lúc này mới nói. Bây giờ, người cũng có tử thụ phong trấn tiểu càng khôn. Có muốn thu nhận sinh linh hay không? Nếu có sinh linh trong tiểu càng khôn phồn diễn sinh sống, có thể giúp cho người tăng tiến tu vi ô quản chỗ nào không nghĩ tới. Thượng phẩm khai thiên, tiểu càng khôn từ hư hóa thực, đã có tư cách nuôi dưỡng sinh linh. Chỉ là võ giả thường xuyên cần tranh đấu, tiểu càng khôn di động bất an. Nếu không có tử thụ hoặc là càng khôn tứ trụ phong trấn trong tiểu càng khôn, cho dù nuôi dưỡng cũng sẽ sống không được bao lâu. Chỉ có tiểu càng khôn viên nhuận vô hạn, không vì ngoại lực làm lay chuyển, mới có thể cam đoan sinh linh trong đó được an toàn. Dương Khai cho hắn một gốc thế giới tử thụ Ô quản liền sinh tâm tư nuôi dưỡng sinh linh Bất quá chưa kịp hành động Bây giờ Dương Khai nói như vậy Hắn tự biết Dương Khai có ý tứ Trong lòng thầm nói Tiểu tử, tử này thật đúng là đủ ý tứ Cố ý mang theo mình Tìm một chỗ càng khôn như vậy Lúc này gật đầu nói Ta đi một chuyến Nói xong hướng càng khôn phóng đi một tòa càng khôn dạng này nếu như là Dung Khai, ô quản không để ý mà nói. Không đến bao nhiêu năm, thiên địa đại đạo sẽ triệt để băng diệt, càng khôn chết đi. Đến khi đó sinh linh sinh tồn ở trên càng khôn này đều sẽ hóa thành mặt đồ. Mình mong hoàng vũ, bây giờ càng khôn vô số kể. Ô quản vào bên trong càng khôn, trắng trợn, thu nhận sinh linh vật sống. Dung Khai thấy rõ, từng tòa phồn hoa Đám người tụ tập trong thành trì Đều bị hắn trực tiếp thu vào bên trong tiểu càng khôn Chính là mặt xào ngay trong càng khôn này Ô quản cũng không buông tha mà thu Dù sao phệ thiên chiến pháp Không có gì không thôn phệ được Đối với người bên ngoài mà nói Mặt chi lực khó mà hóa giải Nhưng hắn lại có thể luyện hóa Thành vốn liếng tự thân Tầm 10 ngày sau Toàn bộ càng khôn bên trên không còn vật sống tất cả đều bị ô quản thu vào bên trong tiểu càng khôn dương khai cũng không khỏi kinh ngạc phải biết thể lượng một giới này mặc dù không tính là quá lớn sinh linh có thể sinh tồn trong đó tối thiểu nhất cũng có số lượng một tỷ ô quản thất phẩm khai thiên có thể thu sạch có thể thấy hắn thể lượng tiểu càng khôn tuyệt đối là không nhỏ căn cơ cũng rất vững chắc đợi cho ô quản mừng khấp khởi quay về dương khai mới lấy tay luyện hóa giới này ô quản không hiểu thiên địa đại đạo giới này đã có chỗ khuyết tổn lại không có sinh linh người luyện hóa mà làm gì dương khai cao thâm khó lường nói tự có tác dụng của ta ô quản lười quan tâm ở bên cạnh dương khai khoanh chân ngồi bắt đầu chải vuốt đủ loại bên trong tiểu càng khôn bây giờ hắn thu một tỷ sinh linh nhưng phải an trí thật tốt tối thiểu nhất phải cung cấp cho những sinh linh này hết thảy tiền kỳ sinh hoạt cần thiết. Hắn tĩnh tâm bận rộn. Hai ngày sau, Dương Khai trong tay nhiều thêm một viên thiên địa châu. Chính là giới kia luyện hóa mà ra. Chỉ là viên này so với thiên địa châu trước đây hắn luyện hóa, không giống nhau. Bên trong trống rỗng một mảnh, không có bất kỳ vật sống nào. Chào hỏi ô quản một tiếng rồi tiếp tục lên đường đi qua đại vực lân cận, Dương Khai dẫn Ngô quản rất mau tiến vào bên trong hắc vực. Trong dữ liệu bên trong hắc vực không có bóng dáng mặt tộc. Chỗ đại vực này có chỉ là hư không vô tận. Nghĩ đến mặt tộc đối với nơi này sẽ không cảm thấy hứng thú. Mấy ngày sau, hai người đến trung tâm hắc vực, ngay chỗ hành lang hư không thông với mặt chi chiến trường. Lúc trước, Dương Khai chính là mượn nhờ hành lang hư không này từ mặt chi chiến trường quay trở về ba ngàn thế giới là làm sao cũng không nghĩ lúc này mới qua một số năm lại muốn từ nơi này trở về mặt chi chiến trường quả nhiên là tào hoa hết triệu người hơi chút trầm ngâm dương khai quay đầu nhìn qua ô quảng người có thể nhập tiểu càng khôn của ta không hắn bây giờ đã là bác phẩm ô quảng là thất phẩm khai thiên hắn thu nhập tiểu càng khôn ngược lại không có vấn đề gì như vậy cũng thuận tiện tiếp xuống hành động dù sao xuyên thẳng qua hành lang hư không lúc nguy cơ trùng trùng còn phải phân tâm chiêu cố cho ô quản dù sao cũng không tiện ô quản nhíu mày vì sao dưới tình huống bình thường nếu không tin tưởng lẫn nhau vợ giả phẩm giai cao sẽ không thu nhận người khác tiến vào trong tiểu càng khôn của mình bởi vì nếu bị người thu nhận trong tiểu càng khôn làm loạn vô cùng có khả năng mang đến cho mình phiền toái rất lớn phẩm giai thấp cũng không muốn tùy tiện tiến vào tiểu càng khôn của người khác làm như vậy chẳng khác gì là phó thác tính mạng mình cho đối phương cho nên mặc dù biết dương khai sẽ không làm hại mình ô quản vẫn là không khỏi hỏi nhiều một câu dương khai nói rõ ngọn nguồn ô quản hiểu rõ gật đầu người không sợ ta sợ cái gì vậy liền tới đi Dương Khai rộng mở môn hộ tiểu càng khôn, ô quảng không chút do dự, một đầu đâm vào bên trong. Không có ô quảng vướng víu, Dương Khai lúc này mới thôi động không gian pháp tắc. Hành lang hư không trước đó bị hắn phủ kín, một lần nữa mở ra, lách mình đi vào. Một đường tiến lên, một đường tiếp tục phủ kín đường lui. Hành lang hư không này xem như một đầu lộ tuyến cực kỳ cơ mật, thông hướng mặt chi chiến trường. Nói không chính xác, lúc nào có thể có tác dụng lớn dương khai tất nhiên là không muốn nó tùy tiện lộ ra cũng không biết trải qua bao lâu dương khai lúc này mới xuyên qua hành lang hư không lại một lần nữa đến mặt chi chiến trường hắn trước tiên lấy ô quản từ trong tiểu càng khôn phóng ra hương hắn trợn mắt nhìn lão tặc quá là vô sĩ cũng không trách dương khai tức giận như vậy hắn xuyên thẳng qua hành lang hư không tình khốn ô quản này Vậy mà thôi động vệ thiên chiến pháp bên trong tiểu càng khôn của hắn, thôn vệ nội tình tiểu càng khôn hắn. Mặc dù bị Dung Khai kịp thời trấn áp, nhưng ô quản nhiều ít vẫn là nêm đến ngon ngọt. Đối mặt Dung Khai giận mắng, ô quản mặt không đổi sắc, chỉ là cười ha hả. Chúng ta bây giờ đi đâu? Dung Khai hận hận trừng hắn, chỉ cảm thấy quả nhiên niên kỹ càng lớn, da mặt càng dày. Nếu không phải gia hỏa này còn có đại dụng, khẳng định phải nền hắn một trận, xả cơn tức trong lòng. Hắn vốn định để ô quản một mực chờ mình trong tiểu càng khôn. Như vậy hắn cũng đi đường dễ dàng. Nhưng ô quản có tấm đức hạnh này, hắn nào còn an tâm thu ô quản vào trong tiểu càng khôn. Cuối cùng, bị ô quản thôn vệ nội tình không tính là quá nhiều. Nếu không, Dương Khai thật đúng là không muốn từ bỏ ý đồ. Vẫn nổi nóng, Dương Khai xoay người nói. Đi theo ta một đường không nói gì, hai đạo lưu quan cấp tốc lao đi. Qua mấy ngày, ô quảng mới giật mình tỉnh ngộ. Nơi đây là mặt chi chiến trường. Hắn chưa từng đến mặt chi chiến trường, bất quá từng đến không chi vực. Tiếp xúc qua cùng bọn người huyết nha, được nghe ít chuyện tại mặt chi chiến trường, mới biết nhân tộc mặt chi chiến trường đại bại, lúc này mới lưu giữ không chi vực. Nơi đây hư không một mảnh tĩnh mịch, trên đường gặp phải càng khôn đều chết đi. Thậm chí còn có đại lượng bị khai thác. Ô Quảng không phải là đồ đần, tự nhiên đoán ra nơi này là mặt chi chiến trường. Đúng, đây là mặt chi chiến trường. Dương Khai gật đầu. Ô Quảng lập tức tinh thần tỉnh táo. Chúng ta đi trực đảo Hoàng Long. Dương Khai vô duyên vô cớ mang theo hắn chạy vào mặt chi chiến trường. Thậm chí không tiếp lấy một gốc thế giới tử thụ làm thù lao. Rõ ràng là muốn làm chuyện gì mờ ám Bây giờ mặt tộc vương chủ bị diệt hết Hai tôn cự thần linh màu mực Bị kềm chế Mặt tộc thực lực mạnh nhất Chính là vực chủ Bản sự dung khai cao minh Trước đó ô quản thấy tận mắt Hắn nhẹ nhàng chém giết một tên vực chủ Lập tức có hiểu nhầm Coi dung khai dẫn theo hắn Là muốn làm kinh thiên đại sự Cái này là đúng khẩu vị của hắn rồi Lúc trước dung khai chém giết vực chủ kia hắn không dám tùy ý đi thôn vệ. Bởi vì những năm này thực lực tăng trưởng quá nhanh, hắn cần ổn định nắm vững. Nhưng hôm nay được thế giới tử thụ, tiểu càng khôn viên nhuận vô hạn, ô quản thậm chí có thể tin tường phát giác. Thế giới tử thụ có công hiệu cô động thiên địa vĩ lực. Hắn hôm nay đâu còn cần vững chắc cảnh giới, tất nhiên là thôn vệ càng nhiều thì càng tốt. Dung Khai ung dung nhìn hắn gật đầu đáp không sai chúng ta đi trực đảo hoàng long hắn cũng không cưỡi thả quá nhiều chỉ hy vọng gia hỏa này biết chân tướng không nên qua oán hận mình dù sao đó là mệnh của hắn một đường bay lượn dương khai cũng không quên lưu lại không linh châu dọc đường hắn vẫn là phải trở về mượn nhờ không linh châu định vị có thể tiết kiệm bó lớn thời gian cuộc sống ngày ngày trôi qua ô quản lúc đầu đầy ngập chờ mong coi là đi theo dương khai có thể ăn thịt ăn canh ai ngờ đoạn đường này bước đi ngay cả nửa mặt tộc đều không có đụng trúng chỉ có vô tận hư không rộng lớn hắn dần dần cũng phát giác không đúng ba phen mấy bận hỏi thăm dương khai đều nói mặc chi chiến trường quá rộng lớn bây giờ mặt tộc đều tụ tập tại bất hồi quan hai người còn cần đi đường thật lâu mới có thể tới ô quản nào biết bất hồi quan ở đâu hắn chỉ từ người bên ngoài Nghe nói qua Bất hồi quan vốn là lối đi duy nhất Kết nối ba ngàn thế giới cùng mặt chi chiến trường Vốn do hai tộc Long Phượng dẫn đầu Rất nhiều thánh linh trấn thủ Dưới thế công mặt tộc cường đại Cũng thất thủ Là lấy trong lòng Mặc dù còn hồ nghi Là chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo dương khai Dù sao đến mức này Thật gọi hắn một người rời đi Hắn không dám Hư không này không có giới hạn người chưa quen thuộc mặt chi chiến trường rất có thể sẽ mất phương hướng. Thời gian mấy năm trôi qua, hai người xuyên qua hư không rộng lớn vô biên, bước vào một mảnh cận cổ chiến trường còn sót. Ô Quảng trong thời gian qua thấy được mảnh cận cổ chiến trường hung hiểm, cũng thấy được rất nhiều thiên tượng phách lệ mà ba ngàn thế giới hoàn toàn không thấy được. Những thứ này để cho hắn nhìn mà than thở. Bây giờ chiến trường cận cổ đã không đơn giản chỉ có dấu vết thời kỳ cận cổ lưu lại. Còn có mấy trăm năm trước, nhân tộc rút lui từ đại cấm sơ thiên, dọc theo đường mặt tộc tranh đấu mà vẫn lạc. Dương Khai thấy rất nhiều hài cốt chiến hạm bị tàn phá. Nhân tộc đại quân từ đại cấm sơ thiên hướng bất hồi quan rút lui. Hắn đang bị vương chủ đầu dê truy kích. Là lấy cũng không rõ ràng trên đường rút lui nhân tộc đại quân như thế nào tan tác. Nhưng hôm nay, nhìn thấy những dấu vết chiến đấu còn lưu này, có thể tưởng ra, năm đó, nhân tộc từng đạo từng đạo đại quân đã liều chết ngăn cản. Chương 5.504 Lại trải qua mấy năm, hai người rốt cuộc xuyên qua chiến trường Cận Gỗ. Ô quản rốt cuộc không nhịn được. Tiểu tử, rốt cuộc, người muốn làm gì? Chúng ta đã đi gần 10 năm, người xác định bất hồi quan ở phương hướng này sao? Trong 10 năm, tử thụ bên trong tiểu càng khôn của hắn đã lớn không ít. Các sinh linh thu nhận vào cũng dần dần ổn định. Lại ngay cả một tên mặt tộc đều không có đụng trúng. Ô quản cũng là mất kiên nhẫn. Dương Khai cũng biết không có cách nào lừa gạt tiếp, chỉ có thể nói. Chúng ta không đi bất hồi quan. Ô quản giận không thể nuốt. Người gạt ta. Dương Khai không quan tâm, chỉ nói. Thiên địa sơ khai hỗn độn đột nhiên phân. Trong thiên địa này ra đời tia sáng thứ nhất, đồng thời cũng có u ám sâu nhất kia. Hắn đem rất nhiều bí mật năm xưa nghe được từ thương, êm tai nói. Dù là ô quảng sống lâu hơn so với hắn, cũng chưa từng nghe qua những chuyện này. Trong lúc nhất thời, lại nghe mê mẩn, không có chút nổi giận cùng với Dương Khai. Thánh linh viễn cổ, yêu tộc thượng cổ, nhân tộc cận cổ, ba chủng tộc này thay nhau thống trị, đại biểu cho ba thời đại thay đổi. Mặc dù Dương Khai giảng thuật bình thản, nhưng Ngô Quảng lại phản phất, tự mình cảm nhận được bức tranh thời đại đó, cũng rốt cuộc minh bạch, mặt khởi nguyên. Đợi Dương Khai nói xong, Ô Quảng trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói. Nếu như lời người nói, muốn giải quyết triệt để mặt tộc, cần tìm đến tia sáng thứ nhất của thế gian. Đúng vậy cái thứ này đi tìm như thế nào? Đã có chút manh mối, bất quá, đây không phải là chuyện người cần quan tâm. Trong lòng ô quản tự nhủ, ta cũng lười quan tâm. Là nghe Dung Khai hỏi. Ô quản, về thiên chiến pháp là công pháp người sáng tạo ra sao? Ô quản khẽ nói. Tất nhiên là bản tọa sáng tạo ra. Trong thiên hạ này, chẳng lẽ lại còn có ai có thể truyền thụ công pháp này của bản tọa hay sao? Dung khai lắc đầu nói: "Vị trí tình giới là một góc xa xôi trong ba ngàn thế giới này, võ đạo đê mê, ngay cả ô quản người là kỳ tài ngút trời như thế nào, không tiếp xúc qua ngoại giới rộng rãi, thì làm sao có thể sáng ra phệ thiên chiến pháp vàng cổ kỳ công? Người liền không có nghĩ tới vì sao cho tới hôm nay công pháp này cũng có thể giúp người cấp tốc tăng trưởng tu vi. Trước kia người mạnh nhất tinh giới bất quá là đại đế." Nếu nói về thiên chiến pháp là tiêu chuẩn đại đế còn có thể lý giải, không thoát ly phạm trù võ đạo của tinh giới. Nhưng mà môn công pháp này ngay cả lúc ô quản tấn thăng khai thiên cũng có trợ giúp cực kỳ lớn đối với hắn. Chuyện này có chút không quá bình thường. Lần này ô quản ngược lại không có mạnh miệng, chỉ câu mày nói. Người là muốn nói cái gì? Dương Khai đáp. Ta chỉ cảm thấy công pháp này cũng không phải là chính người sáng tạo, hoặc là nói cũng coi là tự người sáng tạo đi, chỉ là có lẽ không phải là ngươi của trong kiếp này. Tâm thần của ô quảng đã dấn nhìn Dương Khai thật sâu, trong mắt hiện ra quan mang nguy hiểm, nhưng mà Dương Khai không để ý. Một lúc sau, ô quảng mới kiềm chế ý niệm trong lòng. Dương Khai một ngụm nói toạt ra bí mật lớn nhất của hắn, quả thật để cho hắn có chút kinh hãi. Thật lâu sau, ô quảng mới nói. Người nói không sai, Phệ Thiên Chiến Pháp có lẽ không phải là do bản tọa sáng tạo ra. Thời điểm bản tọa tuổi nhỏ, thường xuyên lĩnh ngộ một chút công pháp tàn thiên trong giấc mộng, mà đó chính là căn cơ Phệ Thiên Chiến Pháp. Tu hành pháp này, tu vi càng ngày càng tăng, đợi cho thành tựu đại đế, Phệ Thiên Chiến Pháp mới triệt để hoàn thiện. Ô quản cũng không phải không nghĩ tới, khoáng thế kỳ công bậc này, vì sao mình có thể lĩnh ngộ ở trong giấc mộng? chính là mượn nhờ công pháp này, hắn mới thành tựu đại đế. Tại niên đại kia, hắn chính là tồn tại như chí tôn. Toái Tinh Hải, trừ đế chinh chiến, hắn lấy sức một mình chém giết năm vị đại đế khi đó. Chỗ ý lại chính là về thiên chiến pháp cường đại. Qua nhiều năm, theo tu vi hắn tăng lên, hắn cũng thường xuyên có thể nhìn thấy một chút hình ảnh mình chưa bao giờ trải qua. Hắn ngẩn ngẩn có chút suy đoán có lẽ la lịch của hắn không thể nào so sánh tầm thường. Kiếp trước, kiếp sau mà nói, ô quảng đã từng tiếp xúc qua. Hắn cũng hoài nghi, có phải mình là một vị cường giả chuyển thế trùng sinh nào không? Chỉ tiếc là không có chứng cứ. Lại không ngờ, bây giờ bị Dương Khai một ngụm nói ra hết. Có phải người biết chút gì hay không? Ô quảng ngưng âm thanh hỏi. Dương Khai im lặng không nói mà tiếp tục dẫn hắn tiến lên. Ô quản chừng chừ một chút Không hỏi tới Hắn biết Thời điểm nên nói Dương Khai khẳng định sẽ nói cho hắn biết Nếu bây giờ không nói Như vậy nghĩa là chưa tới thời điểm Thẩm thoát chính là hơn nửa năm Lúc này Dương Khai mới ngừng chân không tiếng, Ô quản cũng vội vàng Dừng lại thân hình Đang muốn mở miệng hỏi thăm Lại chợt có cảm giác Dương mắt lên nhìn Tầm mắt đột nhiên co rút Chỉ thấy hư không phía trước to lớn khắp nơi là hài cốt của chiến hạm nhân tộc, còn có vô số mặt tộc, chi gãy thịt nát. Thậm chí, ô Quảng nhìn thấy một tòa quan ải cực kỳ nguy nga to lớn. Bất quả quan ải kia cũng bị lực lượng lớn lao xé rách, đứt thành mấy khúc. Đây là một chỗ chiến trường. Trong nháy mắt, ô Quảng tỉnh ngộ, mà lại thời gian chỗ này, chiến trường xuất hiện hẳn không phải là lâu. Bởi vì từng chiếc giếng hạm kia, ô Quảng nhìn xem rất quen mắt, Trước đó tại bên trong đại diễn quân không chi vực, các tướng sĩ nhân tộc chính là ngự sử những chiếc chiến hạm này để giết địch. Nơi này là Ô quản quay đầu nhìn về Dương Khai. Dương Khai lặng yên trong chốc lát, trầm thống nói. Bên ngoài chiến trường sơ thiên đại cấm, cũng là tuyến ngoài cùng mà nhân tộc đại quân viễn chinh đến, chính là ở chỗ này, các lộ đại quân nhân tộc đã thất bại. Ô Quảng bừng tỉnh đại ngộ. Sơ thiên đại cấm chi chiến, hắn đã nghe qua, lại không ngờ đi theo Dương Khai chạy vài chục năm, lại chạy đến nơi này. Dương Khai đưa tay chỉ về phía trước. Phía sau mảnh chiến trường này là chỗ sơ thiên đại cấm, cũng là khởi nguồn mặt, nơi đó phong ấn mặt bản tôn. Tâm thần của Ô Quảng lập tức nghiêm nghị. la lịch mặt tộc bây giờ không phải là bí mật những vương chủ vật chủ thậm chí cự thần linh màu mực đều là do mặt sáng tạo ra. Ngay cả cự thần linh màu mực đều có thể sáng tạo ra, có thể thấy mặt bản tôn cường đại ra sao. Thời kỳ cuối cận cổ, có 10 người phụng thiên chi ý, được thế giới thụ tương trợ, lĩnh hội khai thiên chi đạo, là võ tổ nhân tộc. 10 người kia biết rõ mặt nguy hại bỏ tâm huyết suốt đời, liền thủ bố trí xuống sơ thiên đại cấm ở chỗ này, phòng cấm mặt. Bất quá, mặc dù đám bọn hắn phong ấn mặt, lại không có cách nào triệt để tiêu diệt nó. Trăm vạn năm qua, 10 người này một mực trấn thủ ở chỗ này. Thời gian trôi qua lần lượt vẫn lạc. Cuối cùng, chỉ còn có một người. Đại quân nhân tộc viễn chinh đến, người đó tự xưng là thương. Cũng chính là từ trong miệng hắn biết được bí mật biến thiên thời đại đó. Chỉ tiếc, sau một trận chiến sơ thiên đại cấm, thương cũng vẫn lạc. Đến tận đây, sơ thiên đại cấm lại không có người trấn thủ. Tùy nói mặt cũng rơi vào trong trạng thái ngủ say, nhưng ai nào cũng không biết khi nào nó sẽ thức tỉnh lần nữa. Nếu nơi đây không có người trông coi mà nói, thời điểm mặt tỉnh chính là thời khắc nó thoát khốn. Đến khi đó, ba ngàn thế giới sẽ không còn ai có thể ngăn cản mặt chi lực. Cũng may, trước khi thương vẫn lạc từng đưa cho ta một kiện đồ vật. Bây giờ ta đưa nó chuyển giao cho người. Nói như vậy xong, Dương Khai duỗi ra một chỉ điểm tới ô quảng. Ô quảng theo bản năng muốn tránh né, nhưng Dương Khai nào tha cho hắn tránh đi. Thôi động không gian pháp tắc, cả người bị nhâm cầm ngay tại chỗ. Ô quản chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu ngón tay Dương Khai có một chút kim quang điểm trên trán chính mình. Chỉ một thoáng toàn thân ô quản rung mạnh Hai con người mờ mịt Phệ Người còn chưa tỉnh sao Dương Khai khẽ quát thành âm tuy nhỏ Nhưng lại như hồng chuông đại lữ Đang quanh quẩn trong đầu của ô quảng Một màn kia kim quang nổ tung Từng màn điện thiểm niên đại xa xưa Giống như nổ tung trong đầu của ô quảng Một điểm kim quang kia Chính là lưu lại một chút linh tính của phệ Năm đó Thương thôi động phệ thiên chiến Pháp Ở trước mặt Dương Khai Bị hắn nhìn ra mánh khóe Một câu nói toạt ra Thương cũng cực kỳ kinh ngạc Dù sao môn công Pháp này Là một vị lão hữu của hắn sáng tạo ra Bây giờ cách trăm vạn năm Lão hữu kia đã sớm bạc vô âm tính Dương Khai lại có thể nhận ra Phệ thiên chiến Pháp Tiết lộ ra tin tức to lớn Sau đó nói chuyện cùng Dương Khai Thương mới biết Trên đời này có một gia hỏa gọi là ô Quảng tu hành về thiên chiến pháp. Lúc kia, thương liền nhận định ô quản chính là phệ chuyển thế, bởi vì phệ thiên chiến pháp là công pháp độc môn của phệ. Chính là bởi vì đủ loại nguyên nhân này, thương tại thời khắc sống còn mới đưa một chút linh tính năm xưa phệ đã lưu, giao cho Dung Khai đảm bảo. Lúc kia, Dung Khai không hay biết chút nào, là bởi vì một chuyện này bị mặt tộc vương chủ đầu dê để mắt kết quả một đường truy sát đến bên trong biển cả thiên tượng những năm gần đây dương khai cũng thông qua một điểm linh tính hiểu được trách nhiệm tại thời khắc vẫn lạc thương giao phó cho mình cho nên thời điểm hắn ở phá toái thiên liền bắt đầu tìm hiểu tin tức của ô quản muốn tìm được hắn cuối cùng nhân duyên tế hội dương khai ngẫu nhiên gặp ô quản tại một đại vực cũng không biết có phải trong cõi u minh tự có thiên ý hay không Bây giờ hắn trả lại một điểm linh tính kia, cũng coi như là hoàn thành nhắc nhở sau cùng của thương. Nhìn về chỗ sơ thiên đại cấm phương xa, Dương Khai khẽ thở dài. Ô quản tuy là phệ chuyển thế, nhưng hắn cũng không phải là bản nhân phệ. Năm đó, phệ vì tìm kiếm biện pháp giải quyết triệt để mặt, trước lúc vẫn lạc, đưa tiễn một tia tí linh tính của mình, muốn chuyển thế trùng sinh. Mấy chục vạn năm không có tin tức, thương còn tưởng rằng phệ đã thất bại. Bây giờ ô quảng được dung khai mang về, cũng đem linh tính kia trả lại. Nhưng gia hỏa ô quản này có thể như thương mong muốn hay không, dung khai cũng không dám khẳng định. Sơ thiên đại cấm, nhất định phải có người trấn thủ. Bằng không, một khi mặc tỉnh một lần nữa, không ai chủ trì sơ thiên đại cấm, căn bản không cầm tù được nó. Người trấn thủ này ngoài ô quảng ra không thể là ai khác. Dương Khai âm thầm hạ quyết tâm Nếu hú ô quản không muốn Vậy liền đánh tới hắn nguyện ý mới thôi Dù sao Bây giờ gia hỏa này không phải là đối thủ của mình Linh tính nổ tung Tin tức về tràn ngập trong đầu óc của ô quản Để thần sắc của hắn không ngừng biến hóa Trọn vẹn mấy ngày Ô quản bỗng nhiên hoàng hồn Giờ phút này hắn rõ ràng Còn có chút mờ mịt Hắn nghĩ về thiên đại đế Là khoai ý cả đời đến hôm nay bỗng nhiên bị đề lên một gánh nặng, dù sao cũng hơi không quá thích ứng. Dương Khai lặng lặng quan sát hắn nửa ngày, lúc này mới lên tiếng nói. Người đều hiểu rồi chứ. Ô Quảng gật đầu. Đã hiểu, thời khắc này rất nhiều nghi hoặc cả đời đều được giải đáp. Vì cái gì, hắn khi còn nhỏ liền có thể tu luyện về thiên chiến pháp trong lúc ngủ mơ. Vì cái gì, hắn tấn thăng không có gông cùng xiềng xích rõ ràng chỉ là tấn thăng ngũ phẩm khai thiên, lại cảm giác mình có thể tấn thăng cử phẩm, được một điểm linh tính về lưu lại kia. Bây giờ hắn biết so với Dương Khai còn nhiều hơn. Bây giờ mình rốt cuộc là phệ thiên đại đế hay là phệ, ô quản cũng nói không rõ ràng. Trường 5505 Dương Khai thở dài Nếu đã hiểu, vậy ngươi hẳn biết mục đích ta mang ngươi tới đây đưa ra sự lựa chọn đi là lưu lại trấn thủ nơi này tạo phúc cho thương sinh hay là rời khỏi nơi đây tiêu dao tự tại ô quản liếc qua dương khai đang thưởng thức thương long thương trong tay khoe mắt co quắp nếu ta nói không muốn lưu có phải người muốn đâm chết ta hay không dương khai lắc đầu làm sao lại vậy phệ là phệ người là người không có khả năng nhập làm một phệ chính là một trong thập đại võ tổ ý chí thiên hạ là trấn thủ sơ thiên đại cấm. Mấy chục vạn năm như một ngày, ngay cả thời điểm chết đi cũng dốc hết tâm huyết. Quả thật là mẫu mực cho chúng ta. Ô quả người tiếng xấu khắp thiên hạ, uy danh tại tinh giới, đủ để con nít dừng khóc ban đêm. Nếu nói không muốn lưu lại, ta tự có thể lý giải. Dù sao trấn thủ nơi này không phải sự tình ngày một ngày hai, khả năng là mấy ngàn năm, cũng có thể là trên vạn năm, thậm chí càng lâu hơn. Nhiều năm cô tịch cũng không phải ai có thể tiếp nhận được. Bên trên thương long thương lén lên một vòng hàng quang. Ô Quảng cười nhạo một tiếng. Bớt diễn lại đi. Người tốn thời gian mười mấy năm đem bản tọa đến nơi này. Ta nếu dám nôn ra một chữ không, hôm nay sợ rằng không còn mạng mà rời đi. Dương Khai quả quyết nói. Không có khả năng. Sợ rằng ngươi có chút hiểu nhầm đối với ta rồi. Ô Quảng hừ lạnh, mắt đảo nhìn sơ thiên đại cấm bên kia, cười to nói. Bất quá cũng không cần người uy hiếp. Nơi đây liền do bản tọa đến trấn thủ. Dương Khai nhướng mày. Việc này có thể không miễn cưỡng. Ô Quảng lắc đầu nói. Không miễn cưỡng lắm. Nếu bản tọa không muốn, người thật muốn giết ta. Bản tọa cũng sẽ không lưu. Đây là lựa chọn của bản tọa. Lúc này Dương Khai thu hồi thương long thương, thần sắc nghiêm túc cuối người hành lễ cùng với ô quản Tiền bối quả nhiên tấm lòng rộng mở Dương khai ta thay mặt ước ước vạn sinh linh của ba ngàn thế giới đa tạ tiền bối Ngày khác nếu có thể diệt mặt trừ ta Tiền bối sẽ chiếm công đầu Ô quản hư lạnh không thôi Lúc không có chuyện gì thì gọi mình ô quản Lúc này liền xưng hô tiền bối Da mặt của tiểu tử này đúng không phải là dày bình thường Dương Khai lại nói Xin hỏi tiền bối Vì sao cam tâm nguyện ý Chịu đựng mấy ngàn trên vạn năm cô tịch Nguyện trấn thủ đại cấm sơ thiên Ô quản liếc nhìn dung khai Trong lòng biết Tiểu tử này vẫn là không quá yên tâm về mình Dù sao trấn thủ sơ thiên đại cấm Cũng chính là ngoài miệng nói một chút Chờ hắn đi rồi Mình hoàn toàn có thể tìm cơ hội rời đi Lúc này ô quản thản nhiên nói Thôi được Coi như là để người an tâm bản tọa bây giờ bất quá thu vi thất phẩm khai thiên, mặc dù cũng miễn cưỡng có thể vào trong mắt, mà dù sao còn chưa đủ cường đại. Đặc tính của phệ thiên chiến pháp, người biết được càng nhiều so với người bên ngoài. Bản tọa có thể mượn phệ thiên chiến pháp, cấp tốc tăng cao thu vi, mà phóng nhãn minh mông hoàng vũ này lại có một chỗ địa phương nào mang đến càng nhiều chỗ tốt hơn so với đại cấm sơ thiên. Trong mắt của Dương Khai hiểu rõ, người là muốn thôn phệ mặt lực lượng sao? Ô Quảng cười tà tính. Mặt lực lượng là bản nguyên mặt tộc, nếu có thể thôn phệ một hai, sẽ mạnh hơn nhiều so với bản tọa giết chút lãnh chúa ở bên ngoài. Dương Khai khen, tiền bối quả nhiên là nhìn xa trông rộng. Thôi, bớt vỗ mông ngựa đi. Dương Khai lại nói, mặc dù bây giờ mặt rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không biết khi nào mới có thể thức tỉnh. Bây giờ tiền bối có tu vi thất phẩm khai thiên, nguyện trấn thủ sơ thiên đại cấm là có thể phát huy ra mấy thành uy lực. Đó là một vấn đề rất thực tế. Ô quản là thất phẩm khai thiên, sợ rằng ngay cả một thành uy năng của sơ thiên đại cấm đều không phát huy ra được. Nếu thật như vậy mà nói, chưa hẳn có thể vây được mặt. Ô quản ngạo nghễ đáp. Trong vòng 3.000 năm, bản tọa có thể tấn thăng cử phẩm. Chỉ cần 3.000 năm nữa, mặt không thức tỉnh, liền không có vấn đề gì quá lớn, 3.000 năm, từ thất phẩm tấn thăng cử phẩm. Trên đời này, ngoài ô quảng ra, không ai dám nói khoác như vậy. Nhưng đối với ô quảng tu hành vệ thiên chiến Pháp mà nói, chưa hẳn là nói bừa. Mượn nhờ lực lượng của đại cấm sơ thiên, đi thôn phệ mặt lực lượng, hắn có lòng tin làm được điểm này. Mà một khi ô quản thật tấn thăng cử phẩm, hắn liền có thể triệt để không chế được đại cấm sơ thiên. Dù sao, ô Quảng không phải là võ giả bình thường mà là phệ chuyển thế chi thần. Sơ thiên đại cấm này là phệ cùng chính lão hữu cùng nhau tạo ra. Đối với đại cấm này, hắn đều quen thuộc so với bất luận kẻ nào đương thời. 3.000 năm là một đạo khảm. Đối với ô quản như vậy, đối với nhân tộc mà nói không phải là không như vậy sao? 3.000 năm sau, mặc dù ô quản có thể tấn thăng cử phẩm, triệt để không chế sơ thiên đại cấm, nhưng nếu nhân tộc bên này không có thực lực tương ứng, tìm không thấy tia sáng thứ nhất trên đời kia, vẫn không có cách nào giải quyết vấn đề mặt. Dương Khai gật đầu nói. Vậy mong tiền bối võ đạo Long Sương đạt được nhu nguyện. Tia sáng kia, người đi gặp qua trước chiếu và u ánh rồi sao? Ô Quảng nhíu nhíu mày. Trước đó hắn hỏi tin tức tia sáng, Dung Khai chỉ nói đây không phải là vấn đề mà hắn cần quan tâm. Chẳng qua hiện nay Ô Quảng được tính có được linh tính của phệ lưu lại. Kết hợp với kinh lịch đời này của hắn có thể đoán ra, chút chiếu u ánh cùng tia sáng kia có chút quan hệ cũng không có gì lạ. Ta đã gặp qua. Hai vị kia nói thế nào? Dung Khai lắc đầu đáp. Bọn hắn cũng nói không rõ ràng. Bây giờ duy nhất có thể xác định chính là hai vị kia quả thật có chút quan hệ cùng tia sáng kia. Có lẽ là tia sáng kia chia ra chỉ bất quá ta để bọn hắn thử dung hợp Lại là, là không có hiệu quả gì Ở trong đó còn thiếu một cái mấu chốt Ô quản nhíu mày không thôi Thiếu một cái mấu chốt Mấu chốt này đến cùng là gì Nếu là không làm rõ được mà nói Liền mơ tưởng có thể tìm tới tia sáng kia Quay đầu nhìn ra vị trí đại cấm sơ thiên Ô quản chừng chừ một chút Rồi mở miệng nói Người có biết Vì sao phải muốn mạo hiểm Đi chuyển thế trùng sinh Lúc kỳ hắn chuyển thế cũng không phải gặp đại nạn liên quan sinh mệnh mình. Nếu hắn không làm, tối thiểu nhất, còn có mấy chục vàng năm có thể sống, hắn vẫn cứ từ bỏ. Tinh thần của Dương Khai lập tức tỉnh táo. Mặc dù hắn nghe được không ít bí mật xa xưa từ thương, mà dù sao không có tự mình trải qua niên đại đó. Bây giờ ô quản đột nhiên hỏi ra vấn đề này, Dương Khai mơ hồ cảm thấy, sợ rằng mình là muốn biết được thêm một bí mật khó lường. Lúc này hắn nghiêm nghị nói. Còn xin tiền bối chỉ giáo cho. Muốn triệt để tiêu diệt mặt, tìm tới tia sáng thứ nhất của thế gian kia là một biện pháp. Bất quả năm đó, phệ đã có chỗ dự cảm. Khả năng vĩnh viễn cũng tìm không thấy tia sáng kia. Cho nên chỉ có đi con đường thứ hai. Hắn quay đầu nhìn về Dung Khai ngưng tiếng nói. Có được cảnh giới như mặt hoặc là hơn nó. Dùng lực lượng tuyệt đối phá hủy nó tâm thần Dung Khai hơi rung động. Mặt là cảnh giới gì? Ô quản đáp. Mặt có được tạo vật chi lực là vì tạo vật cảnh. Cảnh giới này cũng là cảnh giới mà 10 người phệ một mực theo đuổi. Tiếc rằng bọn hắn không thể đạt tới. Dung Khai có chút thất thần, lẩm bẩm. Tạo vật cảnh. Hắn còn nhớ rõ lúc trước đi theo một đám lão tổ cửu phẩm bái kiến thương các lão tổ cũng hỏi qua cảnh giới của thương. Thương cười, xưng rằng hắn cũng chỉ có cửu phẩm. Chỉ bất quá trên cảnh giới cửu phẩm này đi xa hơn một chút so với người khác. Lúc kia, Dung Khai liền suy đoán, trên cửu phẩm có lẽ còn có cảnh giới càng cao hơn. Bây giờ từ trong miệng của ô quảng có thể chứng thực, trên cửu phẩm xác thực có cảnh giới cao hơn, đó chính là tạo vật cảnh. Mặt là tạo vật cảnh, có thể sáng tạo ra vương chủ vật chủ càng có thể sáng tạo ra cự thần linh màu mực. Đây là tạo vật chủ vĩ lực. Một năm đó xâm nhập sơ thiên đại cấm, thấy mặt tạo vật chi lực. Trong lòng biết nó đột phá tạo vật cảnh là sự tình sớm muộn. Bởi vì đặc tính của mặt, trời sinh liền có ưu thế dạng này. Cho nên, sau khi trở về không bao lâu, lợi dụng thân hợp cấm, lưu lại một đạo chuẩn bị cuối cùng. Chỉ sợ đạo chuẩn bị sau cùng này cũng là nguyên nhân bây giờ mặt rơi vào trạng thái ngủ say. Ô quản nhớ lại chuyện xưa, hoặc là nói các tỉ tin tức còn sót bên trong tính linh kia. Một xác thật lợi hại, phòng ngừa chu đáo. Bất quá, nàng ta là nữ nhân, không quả quyết chút nào. Cách làm cùng khuynh hướng bảo thủ. Nàng ta lưu lại chuẩn bị ở sau, chỉ có thể ngăn được mặt một đoạn thời gian. Lại không cách nào giải quyết triệt để vấn đề. So sánh với nàng, về đi một con đường khác. Chuyển thế trùng sinh Lông mày của Dương Khai khẽ nhất Ô Quảng gật đầu nói Mười người phệ Mượn nhờ thế giới thụ chi lực Lĩnh hội khai thiên chi đạo Đây là ân trạch trời ban Bất quá cũng chính bởi vì điểm này Cả đời này Bọn hắn đều khó có khả năng đột phá khai thiên cảnh Vô luận trên con đường này Đi ra ngoài bao xa Cũng vĩnh viễn chỉ là cử phẩm khai thiên thôi muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xích này cần đến một thủ đoạn khác. Cho nên, phệ mới có thể lựa chọn chuyển thế trùng sinh, kỳ vọng đời sau có thể tìm ra biện pháp đột phá cửu phẩm gông cùm xiềng xích. Dương Khai hỏi, bây giờ tiền bối đã có đầu mối hay chưa? Ô Quảng cười nói, từ xưa tới nay, nhân tộc mạnh nhất bất quá là cửu phẩm mà thôi. Cửu là con số lớn nhất. Muốn đột phá nào dễ dàng đừng nói chi là bây giờ ta bất quá chỉ là thất phẩm khai thiên chần chừ một chút hắn nói tiếp có lẽ đợi ta là cửu phẩm có thể có chỗ phát hiện nhưng trước mắt cảnh giới của ta vẫn là quá thấp dương khai cũng biết việc này không thể nào gấp có thể vệ muốn tìm ra biện pháp đột phá cửu phẩm đúng là một đầu đường ra tạo vật cảnh lòng dương khai không khỏi sinh hướng tới nhưng chợt nhớ tới mình là bác phẩm khai thiên, chính là cực hạn của đời này. Đột phá cựu phẩm đã là hy vọng xa vời, sao có thể ngấp nghé tạo vật cảnh. Ô Quảng phản phất nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Dương Khai, xoay đầu sang hỏi. Người cả đời này, bác phẩm liền chấm dứt, chớ có suy nghĩ việc không thể. Được một chút tính linh của phệ, ô Quảng rất có một chút phong phạm tiền bối. Dương Khai ung dung cười đáp. Dù sao, ta vẫn có chút hy vọng. Càng khôn lô ư, ừ, ô quảng cười nhạo một tiếng. Khai thiên đan thiên địa tự sinh trong càng khôn lô. Xác thực có thể giúp cho võ giả đột phá gông cùng xiên xích. Nhưng càng khôn lô chính là vật thần kỳ nhất giữa thiên địa mờ mịt vô tung. Ai nào biết khi nào nó sẽ xuất hiện. Lùi một bước mà nói ngay cả xuất hiện. Các bác phẩm uy tín lâu năm trong động thiên phúc địa đếm không hết khai thiên đan kia có thể có phần của ngươi sao? Một lò khai thiên đan số lượng là có hạn. Trong lòng Dương Khai thầm nói, nếu thật càng khung lô hiển lộ bóng dáng, nhân tộc bên này được khai thiên đan trong đó mà nói, mình lấy một chút dùng để đột phá, vấn đề cũng không lớn. Dù sao hắn vẫn luôn có bản sự vượt cấp tác chiến, thật làm cho hắn tấn thăng cử phẩm, càng hữu dụng một chút so với cử phẩm bình thường. Vấn đề duy nhất Chính là càng khung lô, không thể nào tìm kiếm. Ai cũng không rõ nó có thể xuất hiện hay không. Khi nào xuất hiện, xuất hiện ở đâu. Ngoài càng khung lô, kỳ thật còn có một biện pháp khác. Ô Quảng bỗng cười nói. Dung khai nghe hai mắt tỏa sáng, lập tức vái chào tới tận đất. Còn xin tiền bối chỉ giáo. Kết thúc tập 1181 Bộ truyện võ luyện Điên Phong cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi